Cập nhật diễn biến bão số 9, tên quốc tế là bão Rai, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, trong vài giờ vừa qua, bão số 9 di chuyển chủ yếu theo hướng Bắc và suy yếu dần. Hồi 4 giờ ngày 20 tháng 12, vị trí tâm bão ở khoảng 16,2 độ Vĩ Bắc, 110,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Nam quần đảo Hoàng Sa. Cách đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi khoảng 200 km về phía Đông Đông Bắc, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, tức là 100-120 km/h, giật cấp 13, bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên, khoảng 200 km tính từ tâm bão. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Bắc, Đông Bắc, mỗi giờ đi được 15-20 km. Đến 4 giờ ngày 21 tháng 12, vị trí tâm bão cách Hồng Kông, Trung Quốc, khoảng 240 km về phía Nam, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức là từ 60-75 km/h, giật cấp 10. Vùng nguy hiểm trên biển trong 24 giờ tới, gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên, từ vĩ tuyến 14,5 đến 21 độ Vĩ Bắc, phía Tây Kinh tuyến 115,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy. Trong 24-48 giờ tiếp theo, bão đổi hướng di chuyển theo hướng Đông Đông Bắc, mỗi giờ đi được 15-20 km và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Sau đó tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực phía Bắc Biển Đông. Vùng nguy hiểm trên biển trong 24-48 giờ tiếp theo, gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên, phía Bắc vị tuyến 18 độ Vĩ Bắc, từ kinh tuyến 110-118 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do bão, cấp 3. Vùng biển phía Tây của khu vực Bắc Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa có gió mạnh cấp 7 đến cấp 8, sau tăng lên cấp 9 đến cấp 10. Vùng gần tâm bão cấp 10 đến cấp 11, giật cấp 13. Sóng biển cao từ 5 đến 7 mét, biển động dữ dội. Vùng biển ngoài khơi Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi ngày 20 tháng 12 còn có gió mạnh cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8 đến cấp 9, giật cấp 11. Sóng biển cao từ 4 đến 6 mét, biển động rất mạnh. Ở vùng biển ven bờ, bao gồm cả huyện đảo Lý Sơn có gió mạnh cấp 6 đến cấp 7, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động mạnh.